phân. Cho nên chung quốc nghi loài cầu các nghi nơi. Dầu cho giặc nghi giả tơi bời, kể sao cho tay trời dân nhau. Rồi minh hoàng cầu Phật nghi lập đời thượng nghi quân. Tu hành nhân đức nghi thầy hơn, thái hồn đổi xác nghi nhờ ai cứu trùng. Tụng rồi lại đến tiên, giữ lời Phật nghe dài mới mới lành. Tu thời như ngọc như báo lành, ác nhớ như thời lại tháng còn tôi. Lớp lòi lớp mê kéo tan nghe tặng loài gian. Ngồi trên mây bạc nào an, thấy kẻ vô nghĩa có toàn cứu dùng. Tô nhân thời đặt nghe thúc dung, giữa cùng tiên Phật nghe vô cùng hiển dịch. Lão sao kẻ khóc người than, cộng lớn nghi mà chạy biết phương nghe thế nào. Giặc thời dây phổ bao, đối nhìn lửa cháy lao sao khắp rừng. Dưới sông thời nước nghe lại dưng, khỏi lửa thời nước nghe khó mà lánh như thân. Hồ la đông trốn đầu cho khỏi gói mộng thoát nàng. Phật tiên còn thấy luận bàn, công đồng hội nghị tôn hoàng đế dương. Đinh Mão thân Chúa nói ngồi, thần tỷ ngài ngồi ngay gì chưa ăn. Canh ngủ mới ngự chánh đàn, nói cho ba tánh liệu toan tu hành. Phật tiên còn nghe hỏi sâu bi, huống chi trần thế vậy mà sao an. Năm năm mươi sáu tháng nghe cơ hàng, quỷ dương gây loạn nào chỗ nào nói cũng mơ muốn dành. Cảm thương như tàn quớt như mười phần như còn
nghe hai. Tây phiên cũng gió chạy dài, tiên dương nó tính ngày nay mai cũng đầu. Các nước như chư quốc như chư hầu đều đi công lễ hàng đầu thánh dương. Đại nam xin hiểu tiền đường nói đời nhà hơn bốn phương phục mà tùng. Nam chào Chúa thánh quân trung, muôn năm bình trị muôn dân an nhàn. Quý dầu có Phật ta bà dạng dân thiên hạ, nhà nhà ấm mì no. Quê lưu hết dài cách nghề lo, lưu truyền một bộ rao cho dân tường. Phật trời thương nghe hết như trung mương, thiện nam như tín nữ không thương Phật trời. Mấy điều căn dặn hết lời, tu cầu khói hại như đời thường nghe lai. Huệ lối tư nào nghe sai, đặng cho ba tánh gái trai tu trì. Cùng đừng thấy vậy mà khi nói cho tiếng khổ thì thân tôi thương dân nghe nói đã hết lời, tôi nay thế gì thay lời Thích Ca trao truyền cho đủ gần xa. Thế lời cho Phật nghe dám màng dối đâu, chừng nghe nào núi cấm miền quá lầu, thời là ba tánh đâu đâu thấy bình. Thương thay trần hại hết tình, sắp trời sao lại thần linh nổi ra. Chừng ấy mới thấy quỷ mang, ai làm ai giữ ai là Phật nghe tiếng. Chừng nghe nào tiếng sấm nổ ra, thời là lành dữ kẻ tiêu ai người còn. Nói ra nghĩ lại hiếu im dôn, là lành còn dữ mất khác dài với nhau. Khó nghèo cũng thấy như giàu, sang giàu thì lại đói đau hơn nghèo. Nam mô vô ngại đại bi tâm Đà La Ni A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật.
Hết cuốn thứ năm, tiếp theo đến cuốn thứ sáu. Nam mô A Di Đà Phật. Thương thai trần hạ đời này, nói cho bài niệm đắng màng dài quay. Niệm Phật như thể trồng cây, dùng vật tươi nước thì cây đâm chồi. Ai mà niệm Phật thả trôi, cùng như cây bén mà mình nhỏ lớn. Lập vườn muốn lập cho nên, đáng nhiều cây nhánh đi dựng bền dài lâu. Ở đời ít như kẻ lo âu, niệm Phật ít tiếng nghe câu mau ai nhiều lời. Mạng lo tranh đấu sớm như trường, tùng kinh niệm Phật càng ngày càng thiết. Hạ quân giang rất nhiều, thiên đình ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh dương không xiết hỡi ôi, lo ưu đình như kế cứu dài hạ. Liền qua tay dứt linh sơn, cầu Phật dạy cứu cõi trần hạ quân. Chư Phật đến trước đơn trì, tâu cùng Ngọc Đế chớ hờn chúng sanh. Để cho Phật dạy làm lành, chừng nào chánh đẳng sẽ hành bình căn. Thiên đình thôi mới phán rằng, ta muốn hủy hết dạng dân đời này. Dương trần hôn mát lắm mơ thay, nhân sao Bồ Tát xin dài làm chi. Chư Phật mới tối một khi, chúng sanh dài lắm nhiều khi ơi lỗi lầm. Minh dương lụy nhỏ rồng rồng, thương đời không như Chúa lỗi lầm thầm đây. Mới qua cầu linh Thích Ca, tâu cùng Ngọc Đế thứ tha dân. Ngọc Hoàng nghe nói ngẩn ngơ, chư thần vào tối thiên cung cho tường. Minh dương cậy khắp bốn phương, dạy bào xuống cõi trung mương tu trì.
cuối sinh ngọc đệ xét như suy dương trần nhiều kẻ vậy thì tu thân ngọc hoàng phát rõ nguồn nghi cơ mình dương vốn thiệt nghe là vua nhân nghe từ thôi thôi tha thứ trần gian vì lòng bồ tát nghe giới chàng minh dương chư phật về cõi tây nói cho minh đế tỏ tường trước sau minh dương nhì hết như khúc như hoàng đao kể đi cùng phật nghe mau đi giải trần phật tiên thôi mới đổi xuống ngay trần thế giả người bằng nhân giả điên rồi lại giả khùng cơ hàng rách dưới rất nên thảm sầu lắc lẽo nào có ở đâu mặt tình trần hạ nào đâu thế gian nhiều kẻ chê cười chê rồi lại mến cười rồi lại ương bây giờ chẳng khác như xưa có ông tiểu lão ngăn ngừa để có tiểu thì biết nghe ngõ đường không tiểu thì mắt nghe tai ương ấy hoài hoài đến đâu thiên hạ an bài hết tai hết quà hết như loài tài tinh hết đau hết như nhức nghề trong mình cho nên ba tánh theo rài tiểu đi có người niệm phật từ bi tiểu có biết gì thiết tướng ô binh niệm phật trừ chẳng đặng tin lại mắng lại nhiếc lại lá ôm sầm thời là chứng ơi bệnh phải mòn thuốc kia đôi muộn uống tiêu bệnh ơi lành cầu trời khấn phật nghe có ai làm chi đâu phật cứu chẳng đặng khó ông tại mình bạc ác chịu sầu lao đau phật nghe thương trần hạ giết nghe bao cứ lo khuyên bảo sao dân bản tình hễ lại niệm phật tụng kinh Quan Âm đạo sĩ chứng minh cho mình khỏi xa vào chốn
dặm cùng gần, dầu đi biển bát non tầng sai bao. Tu niệm thì đáng thấy bình, đi đâu cũng có thần linh hộ ai mình. Khuyên hết lớn nhỏ ai ai giữ theo lời dạy, nay mai cõi đời cũng đừng bé nạn chống trời, xa vào chiến tranh uổng đời bơ dân. Xem đi xét lại mấy lần, từ tí đến mẹo không bình không mang, từ mẹo đến ngọ đã đoan, mùi thân thiên hạ mới ăn cửa nhà. Quý dầu có Phật ta bàn thái bình, ba tánh nhà nhà ấm non. Phật tiên hết giả cần lo, dài khuyên già trẻ cứ lo tu trì. Rủ nhau niệm Phật từ bi, cứ lo niệm Phật tụng kinh cho bền, thì là trần hạ khỏi nạn. Cảm thương sư dạy nay mai đi hoài, đi cho đến nỗi chai, đến đâu dài đó chẳng này lão thân. Người đã hết giả cần, già trẻ sao chẳng tu thân mà nhờ. Nghe qua rồi lại làm ngơ, ngày sao chẳng khác chỉ tơ rối cuồng. Làm sao mà gỡ cho xuống, kể ông sư giải gỡ cuồng mà thời phải cần nghi lo. Ân cha nghĩa mẹ phải toan lo đền, ơn thầy nghĩa ta đừng nghi quên. Sự cho tròn nghĩa mới nên còn vô tình, nhiều đứa chê cười thấy ai tu niệm như kiếm lời biếm chê. Đứa ngang nói lại cười rè, thầy mày sao lại đánh về coi tiếng. Mà phiền nói có tiền nó chẳng kể ai, é cho những ơi cuộc đất cài mạnh ai nấy đạp nói cho ai.
nghèo nàn tu niệm nhất tâm, cùng như có ngọc ngàn cân trong nhà. Cứ loay niệm Phật Di Đà, khỏi tai khỏi quả khỏi lời yêu ma. Nói cho nam nữ ơi, trẻ già sang giàu tích nát Phật ngày nào cứu cho. Đừng thấy tôi niệm chê cười, chê cười nào có ấm no bao giờ. É cho như thế rối tơ, không ai cứu đàn nghe bơ vơ kêu trời. Ngồi buồn giải muộn nghe giáo đời, dân ngàn quốc nghe tới thời tôi thanh nhàn. Cầu cho minh đế đặng an, đặng tôi trở lại lánh trang với thầy. Kiểu mà thương gió nhớ mây, thầy trò ai ngã lòng đây quá buồn. Nào khi nắng bụi bay tuôn, một thầy ba tớ chẳng buồn lại vui. Bây giờ cách trở xa xôi là đời ly loạn nên tôi xa thầy. Đợt kia ai nở đứt dây, ba tôi thời cũng theo thầy không buồn. Cách trở xa phương, lâu ngày thời lại nhớ thương trong lòng. Bây giờ còn hỡi lòng đông, chê cười mặt thế coi lòng nào xa. Giữ lòng hiếu nghĩa cả hai, đạo nào thời cũng giảng lại mới màu. Bền lòng gắn giới hồi lâu, quân sư phụ tử nào đâu sai lầm. Ơn thầy ghi để ơi vào lòng, thầy trò là nghĩa ngàn năm đã vàng. Dân tiên còn bị hàm quan, huống chi sĩ tử khỏi ma. Địch thanh trước bị gian thần, ngày sau cũng đàn nghe cát lân giữa kề. Thôi thôi đừng nói ổ ê, giải quay khắp hết các bề quận nghe châu.
Phật Bồ Tát Ma Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Hết cuốn thứ sáu, tiếp theo đến cuốn thứ bảy. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi buồn nhớ lại, ngồi buồn mấy lời Phật nghi biểu đôi trương ghi vào. Thương thái trần hạ xiết nghi bao, cứ đem chuyện nghe dở lương thần như biết như chết đành rằng tội dư trong tội ai xin đặng ai nào. Nhiều người thật như rất hùng hào, chẳng kể đầu bạc như tôi cao chút nào. Âm dân thì lại ít giàu, cho nên mắt phải lao đao nhiều bề. Thấy ai tu niệm cười chê, thầy hai giải giỏi khỏi bề gia. Ngạc đời nói việc gì đoan, rủ nhau dùng miệng ngứa ngang chê cười. Cười một mà không tới mười, sao không suy xét nghi vui chi bớ. Chính có đất trời ngáo cười đỏ cửa thứ mười dân ơi. Ngưỡng than chẳng có thấu trời, xa vào hắn ngang biết ngày nào ra. Xưa kia cha mẹ ông bà ở cõi trần hạ hay là ở đâu? Thuở xưa sáu chục bản đầu, đời nay ba chục tóc râu bạc nhiều. Có anh nghi lại ở hạnh kiêu, nói mình bá hội khi chê kẻ nghèo. Sang giàu như bọt như bèo, nghèo mà tu niệm như kèo lòng như xưa. Dẫu cho sớm nắng tối mưa, cũng là khó thấm nước vô tới kèo. Lung lăng khác như thầy như bèo, nãy rồi mai dình treo leo bến bờ. Nào có bơ vơ cùng như tầm nhộng, có tơ bao ngoài ở trong như thế lầu
khỏi lo khỏi sợ chi loài trong gai. Ác nhân mắt nghi quả mắt nghi tai, nói cho mắt luận nghi bàn cười chê. Người làm gì khác như thế quý mai, lụng lặng như khác thế như trái vậy ơi mà. Mai dài bông lá tốt như tươi, mai non khô héo tiêu mòn lá bông. Còn đâu mà đợi mà trong tu hành nào có mang gông bao giờ. Ý tài như đám mây hung nôn, bị tài nhân quý tóm thâu cơ đồ. Quyền cao bằng lý đạo tâm, làm tái trình tuế mạng giống tại chùa. Châu xương tài sức không vừa, mắt mưu quang thánh phải theo phục mây tùng. Sư đồ tài phép không cùng, bị tai thuốc bảo gửi mà thế nhi. Thành đô tài gái ai bị, mắt tai quân bá thác thì ra phạm nào khác như na trai, còn làm lễ thì quá màng tiếc cương. Trung thần là kiểu khác thường, giác thần vừa diệt thiên dương nghi miểu thần. Tước quyền trên thị nam dương, bị nàng hàng thị một giờ tháng nghi quan. Long dương ở cõi hải gian, khi người thầy bói nên chàng giống thân. Quyền trang tam tàng tu cần, 81 nạn mà không lụy mình. Trịnh âm là đứa bạn tình, thời sao mắc phải thiên đình xử phân. Dân tiên mắt nạn mấy lần, ngày sau người đánh ấn dòng trì dân. Nguyệt Nga trinh tiết liều thân, gian nan xa kể trong gai nhiều bề. Sao nàng chánh hậu hoàng thế, trung trinh tiết hành ai chê bao giờ. Lan tâm như một di ca, thác rồi tiếng để nhớ mi nhớ đời đời.
dầu ai có dối dối đời trần gian không rõ Phật trời cùng hai trụ dương tối sắc nghe mê say nhà thương nghe mất nghe nước quân thần ta nghe quan gái như nàng võ thị lan chế tiếng bóng quan sao nàng là là cùi hết cơn đài đó sao ngồi báo ngôi dinh sang họ tại chân rồi sao lại bị đuổi ra ngoài làm dân tu hành giữ lấy nghĩa mấy đời có đòi tố tâm ấy của mình tham gian hùng ác bất nghi minh hết tài tới hòa hết tình tới tà kể sao cho hết vậy mà kinh này nói tức này dùng thời khói Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, băng thứ hai cuốn thứ bảy đến đây xin tạm dừng. Kính mời chư quý vị nghe tiếp băng ba tiếp theo cuốn thứ bảy sắp già người đời của ông sư dạy Bán Khoa. Kính mời chú quý vị cùng theo dõi. Cửa trời mở rộng thinh thinh trách lòng ba tánh không tình thác nghi quan giảng này của Phật Tây Phan cho phùng đẳng dài cứu an dưỡng trần trao cho ba tánh giảng dân ráng công tu niệm Tây Phương an nhàn. Ai muốn làm tôi minh hoàng chỉ công tu niệm quân thần hiển vinh lầu đài vinh giải nghinh ngang đi thời lại có lòng tàn phù che răng dạy ba tánh không nghe nửa sao đừng trách như khùng như nghe khùng rầy ai muốn coi hỏi dòng mây bền lòng tu niệm Phật bà rước đi Phật tiên đâu có nói gì thương người tu niệm xiết chi vui mừng ngồi trên mây bạc chính tầng
cảm thương hung ác như mắt chứng đọa đày. Tội kia thấu đến như thiên đình, sao không tu niệm ăn năn giữ mình? Không tu thì cũng mặc tình, càng chi kiêu ngạo cho mình hao hơi. Giáo khuyên thẳng nói hết lời, ghét thay đứa dài dài hoài không nghe. Thương người tôi niệm kiên dè, nghèo nàn đối khổ biết nghe Phật ơi trời. Phật sai tôi phải giáo truyền, nói cho hết như tiếng hết hơi lại phiền. Nhà giàu nói nhiều tiền, nó đâu có kể có khiến thằng khùng. Cuộc đời nói chẳng có ai cùng, thương trong lê thứ biết chừng nào nguôi. Bây giờ nhiều kẻ tới lui, hết cơn dinh hiển thời tôi một mình. Nghĩ đời nhiều kẻ vô tình, mãi sao tôi lại tách mình đi xa. Thương thay ba sĩ vậy mà, bao giờ thương nhớ tớ xa thầy rồi. Chừng nào nhà nước phục hồi, thầy trò xung hiệp như chúa tôi vui vầy. Bây giờ tớ lại xa thầy, chừng nào thóa bạc lối bài gặp nhau. Chư Phật biểu truyền cho mau, khuyên trong lễ thứ rủ nhau tu trì. Nói cho trai gái xét suy, cũng đừng thấy vậy khinh khi mà lầm. Muốn cho trùng hiếu vẹn toàn, nghe lời Phật dạy rõ ràng đâu sai. Tối nay là Phật hành hài, tôi chẳng có này, ai muốn thì coi. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Hết cuốn thứ nhì. Đến cuốn thứ ba. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi buồn bắt mạch xem sao,
giáp tí ớt sửu chuyện mau bây giờ. Bính dần đinh mão ngẩn ngơ, đến cơn bác loạn chạy quơ giấy vàng. Kẻ đau người chết nhộn nhàng, muôn binh ngàn thú rộn ràng lăng xăng. Kẻ thời bị thu bắt ăn, người thời lại bị âm binh chạy nhau. Đất bằng sao nước lại trào, chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly. Giặc thời tứ vậy thì nhiều nước dĩ kỳ khác chẳng giống nhau. Vừa chạy vừa khóc như mưa, trốn đâu cho khỏi binh ngựa bốn phương. Mình như chỉ dẫn tơ dương, chừng đó cầu nguyện Phật thương đắng nào. Ác thú chật khắp lao sao, muôn binh vì phủ không đường vô phương. Bốn cửa có bốn thiên dương, ở giữa thần tướng trung mướn tung hoành. Ác thú lục phá tan tầm, tan quán quỷ quái chẳng còn lành đâu. Thấy chuyện hung dữ mà rồng, chứ Phật ngồi rồng biết liệu làm sao. Bởi vì chuyện ác muôn ngàn, Phật biết thế nào cứu kẻ hung hăng. Như không tu niềm măng năng, ác là phải mắt cầm trống cõi trần. Mấy người tích đức tu thân, ông bà cha mẹ Phật thần rước lên. Tòa vàng ăn ở dừng bờm, khỏi lo lao lý dưới miền trần gian. Mấy đứa hung ác nghinh ngang, có tướng ngọc hoàng sai xuống bốn phan. Tuần trai khắp hết nẻo đàn, người nào đen bạc ngổ ngang bắt dài. Sang qua sái lại bằng nay, hết sâu tới tốt hết giống tới tồn. Thế rằng nhỏ dài lớn khôn, người đời như cái áo kia khổ rồi. Chí công hầm đã thành dối, bền lòng tu niệm là tối
Phật ơi trời. Cây khô tưới nước thành chồi, người sầu tướng Phật muôn sầu cùng thôi. Chừng nào chợ lớn hết vui, thời là Phật mới bỏ trôi người làm. Thú vật tu hỡi còn thành, người sao chẳng biết làm lành tôi thân. Mấy người ác đức bất nhân, không coi theo thú trao thân tu hành. Thú vật cải ác còn thành, người cứ làm lành vốn thiết Phật nhi. Nam mô hai chữ từ bi, cảm thương trần thế giải hoài không nghe. Gắng công tôi niềm kiếm dè, kéo mà đo kiếp ổn thai cho đời. Tu niệm người của Phật trời, mừng cho nam nữ biết thời tôi thân. Đặng mà bao hiếu chi ân, phụ tử quân thần cha mẹ chúa tôi. Lung lăng như tích nát như chẳng rồi, xa cơ một như phút như nhắm chồi tan như quá. Lại thêm khổ hạnh muôn phần, người lành khác như thể ngọc ngà lưỡi ly. Thánh hiền sách đệ còn ghi, sao không bán giữ mua lành như xưa. Trời còn sớm nắng tối mưa, người đời sớm như thấy tối chưa biết nào. Dương trần đóng đảo lao sao, người ta thì ít như quỷ ma ồ ào. Bình dần tật bình xiết bao, tu hành thì khỏi hùng hào thời mang. Nói cho già trẻ đánh tàn, dáng mà tu niệm ngọc hoàng thứ dung. Bớt bớt việc giữ việc hung, lối làm nhân đức việc hung mới đừng làm. Thời là mới đặng thánh nhàn, có thuyền bát nhã xứ sang trước về. Bính dần đính mão ối, thần binh ác thú đề quê bốn phương. Đứa dữ chết rất chật đường, lớp đào lớp chết sớm làng tan quang.
năm như thế làng khác. Nhà giàu thì lại tan quan hơn nghèo. Việc đời coi cùng chéo leo, lên núi xuống đèo nào có nài chi. Xem trong vàng quất vậy thì dân nam bạc nghe đạo học thì hung quang. Minh tâm là sách hơn đàn, hiếu chỉ rõ ràng sao chẳng học coi. Lực nam nghĩa lý hằng hồi, ơn cha nghĩa mẹ sự vua trung thần. Thiết là luân lý tứ ân, sao không coi đó sự phân lấy mình. Cứ theo ăn ở bác tình, tổ tông chẳng tưởng trái mình lại giống. Hạ quân đội già thái lòng, cho nên theo đạo bỏ mà tổ tâm. Vì đoan nào biết Phật thần, thấy đâu chê đó nên lắm nạn sầu. Nước Nam như thể cái lầu, ngày sao các nước đâu đâu phục tùng. Kim phiên sao lại gây cùng, địa tiên đâu dám sánh cùng thiên tiên. Đời con sao xuyến chưa yên, cho nên nhiều đứa ngựa nghiêng ấy hùng hào. Thân tôi khó biết giường nào, thương đời tỏ hết ấm áo cho đời. Thân tôi còn ở trong trời, Phật sai nên phải đôi lời giáo khuyên. Coi trần khi về Phật nghe tiếng, cứ theo dù việc kêu dèm liên nghi miên. Vô thần tuần gian chết biên, ghi tội ghi phước nghe dưới miền trần gian. Mạng trăng nghi sổ nạp một lần, thiên nghi đình nỗi nghĩ kháng tường hiền hung. Sổ kia soạn trước dân trung, tội nhiều phước ít khó dung cho trần. Truyền cho hỏi về ân cần, đòi hàng dư vị các lân ấn hầu. Thất nương vào bái cuối đầu, lệnh vua cho triệu con vào chầu cha. Ngọc Hoàng lời nói phán ra, cha cho xuống dẹp gian tà.
trung ương. Như Lai cảm động lòng thương, sai tôi truyền dạy trung ương cho tường. Phật Đà cảm động lòng thương, nói cho ai nấy muốn còn tôi thân. Mãi mà trời Phật bố ân, xả bớt tội nọ thánh nhàn tâm thân. Phật trời mến kẻ trung trinh, Phật đâu có biểu bỏ tông tổ mình. Thấy đời trần thế bất minh, buông lời khí dễ sầu bi trong lòng. Chư Phật lụy rồng rồng, trời cũng đóng lòng thương hại cho dân. Phật trời thương hết thế trần, thế trần chẳng biết đền ân Phật trời. Lại còn khi về Phật trời, Phật cho bị đỏ cho đời sửa đoan. Kéo mà khi về nghinh ngang, thấy ai tu niệm lại còn cười chê. Kiêu ngạo còn nói nhiều bề, ông sư này nữa đắng về Tây Phan. Còn mình mắt xuống suối vàng, có ông sư đó cúi an lo gì. Kiêu ngạo cười nói dân di, rủ nhau trâu chó vậy thì làm ăn. Trần gian lời tục nhau rằng, làm lành đâu có dư trăm tuổi ngoài. Ăn trộm ăn cướp sống dai, chửi mắng nó hoài mà thấy chết đâu. Thấy đời nói túng mà giàu, chừng lúc đáo đầu thì ác biết nhau. Ngồi buồn nhớ Phật giàu giàu, làm sao dạy đặng cho mau mà về. Thương thay cõi hạ trần mê, kẻ còn kẻ mất người đời khói tu. Bởi mình tánh ở nghinh ngang, thấy ai tu niệm lại còn cười chê. Ngạo cười dướng khổ nhiều bề, mặt tình ba tánh chợ quê luận bàn. Thấy ai đối khó cơ hàng, thời lại chẳng màng bỏ xó khinh khi. Cho người điều đó phương phi, dù giọng cậu gì chú thím lăng xăng. Thấy người tàn tật xin ăn,
chẳng ai chào hỏi rằng ông hay thầy. Thấy đời giả sầu bi, giống dù xe ngựa dẫy đầy nghênh ngang, lại thêm trà rượu xình xoàn, mãi sao lâm bình hơn tàn tật nghi kia. Bây giờ như khóa không chìa, đến chừng lập hỏi khóa chìa đôi đôi. Tu niệm nhiều kẻ thả trôi, ăn trộm ăn cướp sao không thôi dùm. Bây giờ tôi lại hết khùng, chứng đi quá lại bệnh khùng hết đi. Đi khùng thiệt rất lạ kỳ, chẳng biết điên gì mà Phật sâu bi. Thấy trần thế sự nạn nguy, cho nên Phật khuyến tôi thì phải đi. Khuyên trong nam như nữ đừng phiền, cũng đừng giấu của giấu tiền làm chi. Nhiều đất nhiều ruộng vậy thì xấu dần thì lại sầu bi rất nhiều. Giáp thì chưa có bao nhiêu, qua năm mất rượu bình đã đối nhiều. Nó mai rồi lại đối chiều, vào nãy mai lại nghèo nhiều rất đáng. Nghèo mà biết niệm Di Đà, hơn vào dưới cửa để mà cho dây. Nửa sao như thể ăn mài, đi thời mang cuốc mang cài một bên. Phú quý mà chẳng có bền, chưa từng cực như khổ có nên đâu làng. Cho giấy gạo quỷ tiền má, lấy lời thập bội đem ra cúng chùa. Đến đâu nói nịnh nói lùa, lường công của thế quê mùa hàng nghiêm di. Đôi lòng phải ráng mà đi, công làm thì có tiền thì vốn không. Thấy đời lường gạt như nào nồng, cứ lo chắc một tôi hành thời không. Có đau niệm Phật như giông, hết cơn bệnh như hoạn thì không tu trì. Nam mô ai chữ từ bi,
Phật trời sai khiến phải đi cuối trần. Gặp trong thiên hạ vạn dân, ít ai có tưởng Phật thần gia chi. Nào khi lâm lụy cơ nguy, mô trời mô Phật mô nơi thánh thần, hết rồi thì lại phụi ân, chẳng biết niệm Phật giới thần làm sao. Lại thêm hồn ẩu hùng hào, mắng nhiếc trời Phật nghe biết bao nhiêu lần. Lại thêm mi chửi thánh ơi rùa thần, cho nên mắc phải chúng thân đói đài. Thảo cha ngày chúa xưa nay, dầu mà có thác nghi miễu so nghi tác thờ, xem trong các chuyện các thơ, nên thần thác có miễu thờ ở đâu. Thác thời rơi cổ đứt đầu, pháp trường chạm thu chẳng lâu ai chẳng chạy. Điên này điên Phật điên ai thầy, chẳng sợ ai dày nên nói cùng nhây. Mặt tình nam nữ đông tây, ai tin thì xúm coi ngay ai khùng. Trẻ già ai có muốn dùng, chép ra mà dài phước chung một nhà. Nguyện cầu vững đã hoàng gia, nam chào thánh trị minh hoàng thánh dương. Các nước như chư quốc khiêm nhường, minh dương trị nước như đường cao tông. Nam chào Phật ngự rất đông, vua lên chánh điện lễ dân thái bình. Bây giờ bốn phía chiến chính, trách lòng ba tánh không tin Phật ơi trời. Cứ lo bé nàng chống trời, chừng nào gái nàng ôi thôi xa trần. Xem đi xét lại mấy lần, bây giờ tỏ hết cho trần hạ nghe. Một cây chống chẳng nổi bè, một người chèo chẳng nổi ghé chài mười. Người đời như trái chín mùi, mắt tình già trẻ đến lui hai đường.
đời đà như chỉ treo chuông, cho nên Phật khiến chuyện buồn cho tôi. Tôi buồn bốn phía không mang, kẻ giữ hết tám người hiền còn hai. Đế Dương còn ẩn non đài, Phật sai tôi dài hôm mai dưới trần. Khuyên hết ba tánh vạn dân, xin bớt hung dữ tu thân coi đời. Tôi ra khuyên giáo hết lời, không nghe thời lại mắt dài lao đau. Gặp thời khổ biết chừng nào, hiền từ không có hùng hào thì đông. Trung ương ất sửu có giống, hiền từ Phật độ cũng không lụy mình. Nghinh ngang tánh ở bất bình, có tướng thiên đình làm bính hài kinh. Nghinh ngang khi dễ thiên đình, cho nên Ngọc như đế buồn tình thở than. Mới sai tướng xuống trần gian, răn đồ hung ác chẳng an đêm ngày. Dương trần đâu có rõ hay, tôi thương trần thế tỏ bài thì chung. Thiện nam tính nữ hay cùng, tôi đây không phải là khùng ở đâu. Chừng nào dưới thế hết trâu, biển đông hết cá thì tôi hết khùng. Thương thay bá sĩ lòng trung, chê cười mặt thế khùng như không ai lòng buồn. Chừng nào nước chảy đông nguồn, một thầy ba tớ hết tuồng lao đao. Đất gò sóng bủa lao sao, điền đồng có mọc như hào hoa tiên. Thương là thương kẻ thảo hiền, ghét đứa hung mát lòng phiền lắm thay. Kinh này ai có công dày, biên ra truyền lại hai hơn cũng chùa. Ở đời đừng có tranh đua, phải giá thì bán thì mua đừng rầy. Gian này Phật biểu ơi truyền dài, thấy trong cuộc nghe thế đời này nghinh ngang. Cho nên Phật nghe biểu lưu toàn, như trong ba tánh tinh thời ghi coi.
đèn lòng một ngọn không soi, màng lo cuộc thế quên coi chuyện nhà. Nam mô Đức Phật Di Đà, cứu người tu niệm gian tà, bỏ đi thấy đời đôi khó chẳng gì, ngáo cười chẳng kể sầu bi cho người. Tôi không dám nói tôi cười, cười trời cười Phật cho người nghinh ngang. Chừng nào Thánh Chúa bước sang, người hiền trốn nước miền nghinh ngang ra tài. Lòng đài có đổi có cái, gươm trần cầm lấy cho tài nghinh ngang. Bây giờ sang thiệt rất sang, soi hán mạch nước như thế gian ơi đời này. Đến chừng gặp hồi rồng mây, khác thể cao bày hồi thuở nhà thương. Cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, chờ cho bủa lưới chạy ngay miệng hầm. Đời này như nước cờ cùng, nói cho già trẻ giữ gìn tôi thân. Xem qua xét lại mấy lần, cớ trời định chắc không làm bơ dân. Ráng mà làm phước làm nhân, cầu trời khấn Phật tổ tâm đặng bền. Cứu quyền thất tổ đừng quên, vua hướng bát nước chẳng nên sai lầm. Ai mà dư đặng nhất tâm, cùng như ngọc báo để cầm trong tay. Cũng đừng chế lạc chế chay, muối dưa đạm bạc dở hai chớ này. Nam mô A Di Đà Phật. Cuốn thứ ba đến đây tạm dừng. Kính mời chư quý vị nghe tiếp băng thứ hai. Trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, đây là băng thứ hai tiếp theo quyển sấm giảng người đời của ông sư dạy bán khoai, tức phẩm 11 hồi. Vậy trân trọng kính mời chư quý vị cùng theo dõi tiếp. Tiếp theo cuốn thứ ba. Nam mô A Di Đà Phật.
cùng đừng chê lạc chê chai. Muối dừa đàm bạc dở hai chớ này, cùng đừng phô bắp chê khoai. Đến khi khổ ngặt nghe lấy chi đỡ lòng, rau lan bông súng cũng xong. Xin có đỡ lòng khỏi đói thì thôi, chừng nào Chúa Thánh lên ngôi. Trên vua ấm máu dưới tôi no lòng, bây giờ còn hơi lòng đông. Phải sao chịu vậy cho xong mọi bề. Tôi khuyên hết thải chở quê, ráng mà tu niệm chớ hề nghênh ngang. Ra công kinh tạ lưu tròn, cúng bằng đi cúng bạc ngàn bạc muôn. Đừng ham hát bộ cải lương, để sao coi hát của Dương Minh Hoàng. Cải lương là thói điếm đàn, hát bộ diệu xóm diệu làng xưa nay. Nên các việc nghe tỏ bài, tôi không có ép nghe có ai này chi ai. Thương thay ông lão bán khoai, lên non xuống núi hôm mai dài đời. Thân sao nay đổi mai dời, sớm kia làng nó khổ thôi thân vàng. Nam mô Đức Phật Di Đà, khiến người trở lại tháo dây của người. Bạc bài đâu xứng vàng mười, hiền lương đâu xứng với người hung hăng. Khùng như sư dạy ai bằng, khôn như bầm bãi nhiều thằng mang gông. Lời khuyên khắp hết Tây Đông, chừng nào hết cả dưới sông hết đời. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Hết cuốn thứ ba. Tiếp theo đến cuốn thứ tư. Nam mô A Di Đà Phật. Hạ quan lục thập nhất niên, thầy đã về coi Tây Phương ẩn mình. Ất Sửu phiên quốc chiến chinh, qua năm nhi đinh mão, nam nhi đình giao ngôi. Hàm nghi thất quốc thương ngôi,
qua nơi Tây Bắc nghe lắm dòng gian nan. Các vị quan trấn thờ than, lên non ẩn sĩ cho an một bề. Tiên hoàng minh chúa ơi, cảm thương lệ thử mắt dòng vàng nan. Tiên dương vào chốn Phật đường, bạch cùng Phật tổ sự duyên cho tường. Thích ca nghe tấu khá thương, nói cùng mình để hớn dương ấy mạng rồi. Phật còn chưa đặng thánh thôi, bị đài giữ lúa uống gì để dương. Mình nhớ hồi lúc minh dương, liền quỳ đảnh lễ Phật trời tôi thân. Thích ca mới hỏi ân cần, kể sao hoàng đế tu thân làm gì. Minh dương bạch Phật một khi, nam trào mất nước tại thì nơi tôi. Bây giờ tôi biết lỗi rồi, quy cùng Phật cho tôi nói đời. Thích ca nghe nói thương ngôi, minh dương biết lỗi nước thôi mất rồi. Nếu mà như muốn phục mãi hồi, phải lo tu niệm dễ thời mới an. Minh dương nước mắt chưa chan, cúi đầu lại Phật mình vàng. Thích ca chư Phật xem thấy lụy xa, cảm thương nam quốc con xa cha rồi. Nói cùng minh đế thương ngôi, thất thập niên mới lập mấy đời như xưa. Minh dương nước mắt như mưa, cảm thương lệ thứ thế xô nặng nề. Chờ cho nam quốc phục hồi, lao đao khổ hải chiến tranh bốn bề. Thương thái trần hạ ủi, biết làm sao đặng phủ về lê dân. Như lai lời mới tỏ phân, muốn cho ba tấm vàng dân tu trì. Thời là phải cậy người đi, giao truyền ba tấm đều thì thiện nhân. Cứ lo những việc thảo hiền, bán giữ mua lành
tai họa khỏi mang. Minh Vương nghe Phật giải tròn, lụy nhỏ hai hàng chẳng biết cậy ai. Như Lai Phật Tổ Thích Ca, ngự tại non đòi đòi Phật Quán Âm, truyền cho đạo sĩ chư tăng và người dương thế giáo khuyên ai cõi trần. Quan Âm đạo sĩ giải dân, nhưng lời Phật giải lành phần giáo khuyên. Những người tàn tật khùng điên, kêu trời kêu Phật thần tiên động lòng. Thất nghi nương nghi lập nghi hỏi công đồng, chư thần tuần giáng bốn phương ai cõi trần. Đều vào đảnh lễ Quán Âm, đạo sĩ hỏi rằng chư vị chầu chi. Chư thần nghi thất vị điều quỳ, trần gian hung mát chẳng gì thần tiên. Cứ theo mắng y Phật chửi trời, cho nên tôi đến án tiền quỳ tâu. Quan Âm nghe tấu phân rằng, chúng sanh dài lắm lỗi lầm nhiều khi, cho nên mình để sầu bi, quy cùng Phật cứu rài chúng sanh. Như Lai Phật giải đành rành, giải bảo trần thế kết dành thiên doan. Chư vị xin chớ giả hờn, để tôi răng dạy thiệt hơn cho trần. Chư thần nghe dạy ân cần, lui về cung điện như thế trần tuần xem. Thấy trong ba tánh còn thêm, lên tàu ngọc đế đặng coi thế nào. Ngọc hoàng ngự tại điện trào, truyền cho chư vị bước vào thành trung. Hỏi rằng trong cõi trung ương, vạn dân thiên hạ hiền hung thế nào. Chư thần đâu hết nhắm mau, tàu qua ngọc đế thấp mi cao cho tường. Coi trần nhiều đứa hùng cường, khinh khi trời Phật chẳng nhường thần tiên. Kêu ôm rùa dịch nay liền liền, cho nên tôi đến án tiền quỳ tâu. Ngọc hoàng nghi ngữ giữa điện chầu, sai thần ôm dịch xuống miền trần gian. Lại sai trong hội ngũ hành,
gây nhiều thứ trái chẳng lành cho dân. Năm mộng dội giả tỏi phân, tàu qua Phật tổ cứu dân tai nạn. Hết như ca chưa có tỏ tường, cớ sao chứ gì tầm đường Tây Phương. Nam mong bạch lại Phật tường, Ngọc Hoàng lĩnh giải ngũ phương xuống trần. Hai cõi trung ương dân dân, cho nên tôi mới tố trần Phật hai. Thất nhi ca lùi ứa châu mài, thương thái trần thế mắt dài tai ương. Mau mau kiếp tới tòa chương, tàu qua ngọc đế xin thương ấy cõi trần. Lẽ nào sai giết hết dân, thử dùng cho nói tu thân nó nhờ. Ngọc Hoàng nghe nói ngẩn ngơ, mới sai Lý Tình một giờ ra đi. Đời sang thất nhị nương nương, vào chầu ngọc như để cho ta phân tường. Thất nghi nương nghi vào tái ngọc đường, sắc linh ngọc đế bài tường thị chung. Hạ quân nay đã muốn cùng, hai kẻ chẳng kể thiên cung dễ màng. Ai mà kính trọng mẹ cha, biết kiên trời Phật chữa ra chẳng hành. Phật xin cho kẻ chúng sanh, cứ giữ việc lành hơn lập mám dân. Bền lòng niệm chữ từ bi, nửa sao có Phật dắt đi tòa vàng. Bấy lâu Phật ở xa ngàn, bây giờ có Phật bước sang Nam Trào. Người đời như thể chim bao, thay hồn đổi xác như biết bao nhiêu ngày. Phật còn giả kẻ ăn mày, ai mà biết đặng lẽ này thiệt hơn. Ông thời giả dại giả điên, ông thời giá kẻ tật nguyền biết đâu. Thấy nghèo ăn hiếp kinh khi, cho nên mắt phải chịu dài tai ương. Tật nguyền này thì khá thương, xin cho bù chì các chú thợ quê. Thấy nghèo nhiều đứa yêu mê, quyền cao chức lớn nào hề biết chi. Thầy ai tu tánh tu nghi,
sang giàu kiêu ngạo khinh khi chê cười. Có tiền sao giải nhiều bề, phước đâu ai để mà mình có ăn. Nào là phước của cao tăng, tu nhân tích đức để hằng cháu con. Cửu quyền nay đã về non, cháu con giàu có bỏ mòn Phật tiên. Mãn lo lớn chức cao quyền, cho nên bỏ hết chẳng kiên Phật trời. Lại thêm khi dễ nhiều lời, khi Phật nghe chế trời nhiều nỗi thiết tha. Chư Phật lụy ưa trang hòa, thương thái trần thế lại mà quan âm. Dạy bảo trần thế kẻo lầm, sướng dần xuất thánh lo cần binh cơ. Binh dần thấy việc ngẩn ngơ, qua năm đinh mạo ngẩn ngơ một hồi. Chồng nam vợ bắt dân ôi, nói cho trần hạ dữ thôi ơi kẻo lầm. Ai mà thiền niệm nhất tâm, tu nhân tích như đức khỏi lầm tai ương. Phật còn chẳng đăng thánh thôi, huống chi trần hạ mãn ơi nổi gì. Hết đây đến nước gì kỳ, vô dành thiên hạ dễ thì chẳng an. Đến đâu phá rối sớm làng, vũ dân đọt của đại nam tiền trào. Cuộc đời khổ hay biết bao, Phật sai đạo sĩ truyền giáo dân tường. Như ai muốn đừng mê theo đạo quỷ dương ấy làm gì. Như mê theo đạo dĩ kỳ, thời mà phải bỏ vậy thì tổ tông. Người đời phải xét cân phân, theo đạo nước khác có công danh gì. Người Nam theo đạo dĩ kỳ, công hầu chi đó bỏ thì ông cha. Thân thác chẳng đặng làm ma,
hồn khôn thiên cầu ăn màng còn chi. Thân thác nghe thiệt nghe rớt nghe thảm sầu, bụng đầu mổ hết đôi còn món chi. Nói thôi trong giả sầu bi, người đời ít kẻ xét suy cuộc trần. Không coi mấy gì thánh thần, trung quân ai quất nghe nhân dân ai miễu thần. Hơn đường tạc nghe để bây giờ, mấy lần quan cựu trơ trơ đời này. Long xuyên tiền nhắm con ghi, long thuận trưởng lý miễu lắng còn thơ. Hà tiếng hùng giống dễ cơ, tứ trận mà thác miếu thờ tạc danh. Địa đầu là xứ Bắc Thành, quan thượng ta trần miếu ấy tốt mi thai. Chơi nay nhiều sự dĩ kỳ, làm quan tứ trần miếu thờ ở đâu. Người đời phải xét cao sâu, Việt Nam tiền hơn sao giàu cùng sang. Đến chừng gặp Chúa Minh Hoàng, làm sao về đăng hướng đàn cho sống. Cũng như chìm mắt trong lòng, có ai gỡ khỏi cho sống mới mà về. Các nước giấy phụ tư bề, Phật cùng chư vị nào hề dành đâu. Minh Hoàng ngữ tại Nam Lầu, Phật cùng chư vị lo thôi phép thần. Phi đao bửu kiếm rất đông, chuẩn đề thâu hết cứu trần gian nan. Quá lửa nó đốt muôn ngàn, hồ lô Phật tổ đổ tràn nước như ra. Núi văn bao khắp người ta, có ông Di Lạc thôi màng non cao. Nước dựng lục đến đọt xào, có ông biết đế thâu máu thủy triều. Bàn môn thả thôi rất nhiều, kỳ lắng sư tử lại nhiều thu hung. Văn thù tay chấp thần cung, quê quán cầm kéo trừ trùng độc tan.
Bàn môn diệu thuật nghe đã đoan, quá lửa nó đốt muôn ngàn người ta. Quan Âm Nam hãy bước sang, tình bình thâu hết mới an tai nàng. Thôi ba tài trí đã đoan, thiên la địa vọng búa tràng tứ phương. Di Đà tay chấp thân thương, đánh giá một cái tan tành còn chi. Đào lư diệu thuật nghe rất kỳ, quá ra muôn thú ai bị đằng đâu. Thôi sao tài phép lại lùng, quá phép quá lừa khó thay trôi đời. Nó quá nhiều phép kỳ tài, lửa cháy nước ngập rớt nên nơi thảm sầu. Chứ thần xem thấy lắc đầu, trừ sao cho đặng lên cầu Thích Ca. Phật tổ thôi mới phán ra, sai ông hộ pháp mi bắt mi mà thú yêu. Đào lưỡi phép mi nó rất nhiều, quá bình quá tướng như nhiều rất đông. Phật tổ ngữ tại dân trung, sai tề thiên xuống nghi thâu tan tướng diệu. Đào lưỡi tài phép đủ điều, quá gạt nghi thú thật nhiều rất nghi hung mơ. Phép tài biến quá vô cùng, tu hành thì khỏi làm hung đâu còn. Chuyện này cha mẹ là con, tân mùi khổ hại hỡi còn thôn vô. Nhắm thân chưa đặng chỉnh tề, đến năm Quý Dậu hấn nhì trao bình an. Thiên đường địa ngục hiệp sang, trung mương tam giới xê sang phỉ tình. Nói cho ba tánh làm tin, đừng mê đạo khác mà quên an định. Đến chừng gặp hội bình minh, gươm nào tội nấy chớ tình thở than. Nói cho ba tánh đặng tàn, chừng nào đến giảng giá hoàng biết nhau. Bấy lâu nói trước mà sao, bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi. Như ai mà có nghi ngờ,
tôi thề chứng có Phật trời nào hồi sai. Nam mô Đức Phật Như Lai, tôi chẳng có nài ai muốn thời nghe. Đinh Mão thứ nhất hằng hồi, có tàu đông hơn Phật Bà xét coi. Thập điện dở nẻo hằng hồi, dân thù treo lưới buồm lèo xê xăng. Mấy người tôi niệm đặng an, những kẻ làm ác có ai còn ở đâu? Phật Bà xem thấy lùi châu, biết làm sao đặng cứu dài hung hăng. Ai mà tu niệm ăn năn, thấy kinh ráng chép cùng bằng tu non. Ai muốn cho đặng vuông tròn, chép truyền phước để bia son đời đời. Dài thôi nay đã hết lời, ra công chép mi lấy để đời mà coi. Phật biểu lưu truyền hẳn hồi, ai ngồi đặt đắng nên đời bỏ qua. Nói cùng nam nữ trẻ già, ai chép truyền đắng phước bằng non cao. Nếu ai mà chẳng tin lòng, nửa sao lại bị âm binh hại dài. Quê lưu nào nay công lao, khuyên trong nam nữ đừng sao tấm ơi lòng. Cũng đừng lánh đục tầm trong, xả thân cầu đạo tham dinh ơi làm gì. Bạc đâu ai lại sánh với chì, vàng đâu có lộn với thao cùng kỳ. Làm người phải xét phải suy, bạc cho ai đổi sắc chì làm chi. Tu hành như ngọc lưu ly, sang giàu ác nghe đức như chì gắn nghe câu. Rủi tay đứt xuống áo sâu, lụng vào đáy biển biết đâu mà tìm. Phật trời nói chẳng sai lầm, tu nhân như ngọc báo cầm trên tay. Ác nhân như thể dép dài, nói cho nam nữ xét dài mà khói. Thân tôi ở một cái chòi, cùng như ngọc chiếu sáng soi khắp ngàn.
chừng như nào bãi núi thành vàng thì là mới đặng thanh nhàn tấm thân. Cực lòng nói hết đông tây, nhân dân sao chẳng xét đời mà coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hết cuốn thứ tư. Tiếp theo đến cuốn thứ năm. Nam mô A Di Đà Phật. Thương thay trần hạ đời nay, trời đà mớ hồi khổ thay nhiều bề. Các nơi chư quốc nhổ bốn phương khổ hại nhiều bề khó an. Nhân dân đều mắc tai nạn, nỗi đau khổ hại rộn ràng trái ban. Giáp tí chưa mấy tai nàng, sứ dần đã bình lại còn đã binh. Tháng ba mùng chín ơi xuất binh, ngày rằm xuất tướng dài binh phép màu. Đến đâu đã nổ súng chay, nói cho già trẻ gái trai hãy mừng. Ất Sửu này xuất tướng trung, binh dần nhiều bậc anh hùng ai đương. Đinh Mão thôi nhất quay cường, thiệt tướng tiền đường khôi phục đế dương. Ất Sửu ác thú lộ trương, ẩn mình rừng rậm chưa ra chán trường. Chừng như nào ác thối quỷ dương, quá lửa nó đốt mới trường ra đi. Nói cho dài trẻ lo âu, Minh Dương khôi phục mẹ hớn châu phong thần. Giáng mài tôi niệm mân cần, đắng mà coi hội lòng dân trên trời. Ở trên mây bạc vừa dời, tiêu thiều ca tướng nghi khác như nào trường nhan. Giao cho ba tánh đặng tường, kinh này rốt việc nghi rốt nghi đời bỡ dân. Lần đần chẳng biết mấy lần, nhân dân khổ hại thương ôi cho trần. Truyền giao chẳng biết mấy
lần. Thương đời trần hạ muôn phần lao đau. Nước đau ngập lúc gò cao, lửa đâu dậy cháy lao sao khắp ngàn. Cám thương trần hạ lăn xăng, mắt trong nước lửa biết đường là đâu. Thứ lửa nó bay lên cao, đến đầu cháy đó chỗ nào cùng tiêu. Thương thay hung dữ chắc chiêu, bị loài thú dữ mất như tiêu xác hồn. Ác nhân tánh mạng bất tồn, tu hành khác thể như bồn qua tiên.